Laptop thì có rất nhiều những cái loại khác nhau phục vụ cho những nhu cầu khác nhau luôn. Tuy nhiên thì để chọn được cái loại laptop nào phù hợp với nhu cầu của mình thì có lẽ là các bạn mới tham khảo, mới tìm hiểu laptop thì chưa thể chọn được. Vậy nên ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem laptop có những loại nào và những cái loại cụ thể như thế phục vụ cho công việc ra sao. Thì hãy cùng bắt đầu video ngay sau intro nhé. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thịnh Vượng. Mình là ML đây. Nếu như các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu tất cả những dòng laptop Acer, Asus, HP, Dell, Lenovo các thứ thì các bạn có thể click vào đường link phía dưới phần mô tả và ghi comment. Nếu như các bạn mua máy qua đường link phía dưới phần mô tả này thì sẽ được giảm trực tiếp là 200k. Nhớ đấy nhá. Rồi bây giờ thì quay trở lại với chủ đề chính nhá. Đầu tiên thì sẽ là cái dòng laptop mỏng nhẹ bậc nhất, đó chính là cái dòng Ultrabook anh em nhá. Ultrabook thì sẽ có cái thiết kế là mỏng nhẹ này. Cân nặng của nó thì sẽ rơi vào khoảng 1,3, 1,5, 1,6 cân. Nói chung là nó rơi vào khoảng tầm 1,6, 1,7 cân quay đầu. Trở về đến khoảng tầm 8 lạng, 9 lạng cũng sẽ có những chiếc laptop như thế. Đó là về thiết kế. Thế còn về hiệu suất thì sao? Ultrabook nó sẽ bị giới hạn hiệu năng bởi vì nó là một con laptop mỏng nhẹ, nó rất mỏng, vậy nên là chắc chắn nó sẽ không thể bung tỏa để có thể nóng lên nhanh chóng như kiểu gaming được, bởi vì tán nhiệt nó không tốt. Vậy thì Ultrabook nó được trang bị những con chip Intel hoặc là AMD, cái dòng tiết kiệm hiệu năng. Ví dụ Intel thì sẽ có Intel đuôi U này hay là Intel đuôi Y này đấy. Thì những cái dòng CPU đấy nó sẽ giảm hiệu năng, và thứ hai nữa nó sẽ bớt tỏa nhiệt, nó đỡ nóng chiếc laptop của chúng ta hơn. Đó là về hiệu suất. Còn về RAM, ổ cứng các thứ thì nó cũng gần như tương đương với những cái dòng laptop khác thôi. Nó cũng rơi vào khoảng 8, 16GB, 32GB. Về cái thời lượng pin thì Ultrabook nó lại tối ưu rất tốt, mặc dù là nó có kích thước nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì nó dùng ít điện. Cái con chip nó không dùng quá nhiều điện như cái dòng chip HQ, HS, HX hiệu năng cao. Vậy nên chúng ta sẽ có thời lượng pin nó dao động, nếu như máy mới ấy, nó sẽ dao động trên 4 tiếng. Thậm chí có những chiếc laptop Ultrabook, ví dụ như kiểu MacBook ấy, nó có thể lên đến 13, 15 tiếng đồng hồ sử dụng. Một vài cái mẫu Ultrabook mà các bạn có thể tham khảo đó chính là một chiếc máy ở trên bàn mình đây, Dell Inspiron 5310 này, hoặc là Dell XPS 9310, Dell XPS 739021 hay là MacBook 14 inch. Thứ hai đó chính là cái dòng Dell Ryzen. Dell Ryzen thì nó là cái dòng workstation đồ họa đấy. Thì cái dòng máy này nó sẽ có thiết kế là đầm hơn, to hơn, nặng hơn. Cân nặng của nó thì sẽ rơi vào khoảng 1,8 cân trở lên đối với những cái dòng máy của nhà Dell. Thì điển hình như là chiếc Dell Ryzen 5530, 5540 nó sẽ rơi khoảng tầm đấy. Thiết kế của những chiếc máy này nó vẫn rất là cứng cáp, tuy nhiên thì nó sẽ dày hơn thôi. Và dĩ nhiên rồi, dày như thế vậy nên nó rất bền bỉ. Còn về cấu hình, hiệu năng, hiệu suất của những cái dòng Ryzen thì sao? Nó là cái dòng chuyên sinh ra để chạy đồ họa 3D, để thiết kế, để chạy máy ảo. Vậy nên cấu hình nó rất là khỏe. Có những con chip Xeon này hay là con chip HQ, HX hiệu năng cao. Ngoài ra thì nó còn được trang bị các đồ họa rời chuyên biệt để thiết kế hình ảnh, là các đồ họa quắc đô T1000, T2000, A3000 hay là quắc đô M1200 các thứ ở trên những cái dòng laptop Present của nhà Dell. Thì các bạn có thể tham khảo tùy vào những cái con card khác nhau mà nó sẽ có độ khỏe khác nhau. Còn về chip của cái dòng Present ấy thì nó có đa dạng các loại chip, nhưng mà nó là chip bung tỏa gần như là hết hiệu năng, gần hết nhé, chứ không phải là hết. Ở trên PC thì nó mới hết được. Đó, vậy nên là cái hiệu suất làm việc của nó sẽ cực kỳ là tốt. Nếu mà so với những cái dòng Ultrabook ấy thì cái dòng Present nó là bố luôn. Một vài ví dụ điển hình về cái dòng Present thì các bạn có thể tham khảo mẫu Dell Ryzen 5530, Dell Ryzen 5540, Ryzen 7540, 7530, 7520. Có rất nhiều những cái dòng Dell Ryzen để các bạn có thể tham khảo cũng như là làm việc. Tiếp theo sẽ là cái này thì chắc là các bạn trẻ rất thích và cũng nghe rất nhiều rồi đúng không nào? Gaming, cái dòng gaming thì chắc chắn thôi, như cái tên của nó sinh ra để phục vụ nhu cầu chơi game của anh em thôi. Và cái thiết kế của cái dòng laptop gaming ấy thì khi mà nhìn vào mình đã thấy nó rất là chiến rồi. Nó như những cái đường chi tiết của những cái con tướng ở trong game ấy. Đó, nó rất đẹp. Có rất nhiều những chiếc máy như là Nitro Tiger này hay là Radeon 18HX này, cực kỳ chiến luôn. Và nhìn một phát đã thích rồi, nhìn một phát đỏ, trắng, xanh, đen các thứ. Thậm chí có những chiếc máy nó còn có LED RGB 7 màu, nó chạy quanh như thế này. Đó, vậy nên khi mà mình nhìn vào thì đã phát hiện ra nó là gaming rồi. Ngoài ra thì nó có một cái thiết kế nó rất là hầm hố. Nó rơi vào khoảng trên 1,8kg đối với những chiếc laptop gaming thông thường. Những chiếc laptop gaming mỏng nhẹ nhất như là chiếc ROG G14 thì nó mới rơi vào khoảng 1,7, 1,8
1,8 kg được, còn lại thì gần như là trên 2 kg hết. Bởi vì sao? Bởi vì linh kiện của nó rất nhiều. Và ngoài ra anh em sẽ có thêm những cái option là có thêm ổ HDD này, hay là thêm RAM rất các thứ, thêm mở rộng. Vậy nên là khi mà anh em sử dụng những chiếc laptop bên mình thì anh em không cần phải lo về cái khả năng nâng cấp. Bởi vì cái kích thước của nó rất là to, nó to gần như là nó phải dày hơn cả máy chạm có những chiếc gaming. Nhưng lợi thế của nó là gì? Quạt nó cực kỳ là to luôn, nó kêu ấy. Và có rất nhiều chiếc laptop gaming nhá, cái quạt nó tốc độ nó lên đến 7-8.000 vòng một phút. Vậy nên nó rất là mát mẻ trong quá trình mình chơi game. Đấy, nó bắt buộc là phải hạ nhiệt cái CPU và GPU xuống. Còn về cấu hình, hiệu năng, hiệu suất của chiếc máy gaming thì sao? Chắc chắn đây là một trong những cái dòng laptop mà đa năng nhất. Tức là sao? Anh em sẽ có một con chip Intel hoặc là AMD, cái dòng H này, HX, HS, HQ, hiệu năng cao này. Và khi mà sử dụng những con chip đấy thì nó cũng gần giống với cái chip của cái dòng Ryzen, nhưng mà nó sẽ mạnh hơn nếu như anh em sử dụng kết hợp cùng với một con card là RTX. Con RTX thì nó sẽ ổn định hơn, tức là nó sẽ vừa có thể chơi game vừa có thể làm đồ họa. Còn con card Quadro M hay là Quadro A ở trên cái dòng Ryzen ấy thì cái hiệu năng gaming của nó sẽ chậm hơn cái dòng RTX này. Vậy nên nếu như anh em nào mà muốn một con máy gaming có thể làm được cả đồ họa, thiết kế 3D hay là anh em chỉnh sửa video các thứ thì gaming là một trong những sự lựa chọn tốt nhất để mà anh em có thể lựa chọn. Với cái mức giá cả nó cũng rất là hợp lý. Một vài mẫu gaming anh em có thể tham khảo như là gaming Acer TUF F15, F17, Acer Nitro 5 Tiger này, hay là Lenovo Legion 5. Đấy là một vài mẫu mà anh em có thể tham khảo. Tiếp theo là về cái dòng laptop cảm ứng nhưng mà không gập mở 360 độ. Đó, như cái dòng đấy thì nó sẽ có cái màn hình cảm ứng. Cái dòng này thì tùy theo cái nhu cầu của người dùng mà nhà sản xuất người ta thiết kế ra thôi. Ví dụ như là cái dòng Dell Ryzen 5530 ấy, nó không có gập mở được 180 độ, không có gập mở được 360 độ, nhưng mà nó vẫn có cảm ứng để mà các bạn có thể thiết kế đồ họa vẽ vời bằng bút cảm ứng ở trên đấy hoặc là vẽ tay. Đó, khi mà các bạn cần một chiếc máy có cảm ứng nhưng mà các bạn rất ghét cái bản này gập mở 360 độ thì đây là một trong những sự lựa chọn tốt nhất. Và đa số thì những chiếc laptop có màn hình cảm ứng thông thường như vậy thì nó sẽ có con chip U này, chip H này. Đó, một vài cái dòng máy thì có chip HQ thôi, giống như cái dòng Ryzen. Còn lại thì hầu hết là ở thời điểm từ năm 2019 trở về đây ấy, thì đa số họ làm những cái dòng có cảm ứng ấy thì ở trên những chiếc laptop mỏng nhẹ là đa số. Còn ở trên cái dòng Ryzen thì đã hạn chế hơn nhiều rồi, bởi vì giá cả nó đắt đỏ hơn rất là nhiều khi mà làm cảm ứng ở trên những cái dòng đó. Một vài mẫu cho anh em có thể tham khảo nếu như anh em cần một chiếc laptop màn hình cảm ứng nhưng mà không gập mở 360 độ. Dell Ryzen 5530 4K, Ryzen 5540 4K, Asus Q420, hoặc là một số dòng Dell Lentil ví dụ như là 7400 này. Những cái mẫu đấy thì anh em có thể tra trên mạng xem là cái mã máy đó có màn hình cảm ứng hay không, thì anh em cứ tìm hiểu nhé. Rồi cuối cùng sẽ là cái dòng mà có lẽ là chị em sẽ thích nhất cái dòng máy này, đó chính là dòng 2-in-1 anh em nhé. 2-in-1 thì sẽ có hai kiểu, một là gập mở 360 độ không thể tháo rời, hai là gập mở 360 độ có thể tháo rời. Đó, tức là tháo rời bàn phím với lại là cái màn hình ra giống như một chiếc máy tính bảng luôn. Thì hai cái dòng máy đấy thì nó gần như là một thôi, được gọi là 2-in-1. Đó, những cái dòng laptop 2-in-1 thì sẽ có thiết kế rất là đẹp, trẻ trung, năng động, sang trọng. Nó giống như những cái điện thoại thôi, giống như những chiếc máy tính bảng thôi. Khi mà mở ra một cái thì thật sự là khó ai có thể cưỡng được cái sắc đẹp này. Ví dụ điển hình như là chiếc XPS 931021 này, 9320 Plus này, những chiếc máy đó mình còn thấy đẹp chứ nói gì chị em, đúng không? Vừa mỏng nhẹ này, đặc tính của nó là mỏng nhẹ. Ngoài ra thì thiết kế vẫn rất là chắc chắn nhá, như là XPS này hay là cái dòng HPN V13 này, thiết kế vẫn rất là chắc chắn. Còn về cấu hình hiệu năng của nó thì vẫn đầy đủ, sử dụng tốt những cái tác vụ văn phòng cơ bản. Anh em vẫn sẽ có một chip U này, thậm chí là có những con chip HQ hiệu năng cao ở trên đấy luôn. Nhưng mà cái hiệu năng của nó thì sẽ không thể bằng laptop gaming workstation được. Và nó có thể làm được đồ họa 3D nhẹ nhàng hoặc là 2D chuyên nghiệp, anh em vẫn có thể dựng video ở trên đấy luôn nhé. Ví dụ như là chiếc HP NV16 đó, một con chip Core 5 125U mới nhất 2024 và màn hình nó tận 16 inch. Kích thước thì rất là đa dạng nhưng mà đa số những cái dòng laptop gập mở 360 độ nó sẽ rơi vào khoảng 13 inch hoặc là 14 inch. Điển hình một vài hãng làm 15 16 inch như là HP chẳng hạn thì anh em cũng có thể tham khảo nếu như anh em vẫn thích gập mà anh em vẫn thích to đó. Một vài mẫu máy gợi ý cho anh em nếu như dùng bàn phím tháo rời thì có thể tham khảo cũ thì mẫu Dell Lentium 7275 chẳng hạn, hoặc là máy mới gập mở 360 độ thì anh em có thể tham khảo cái dòng HP NV14 2024 này,
hay là Dell Inspiron 7445, 7440, những cái bộ đấy thì cầm ở 360 độ. Tất cả những cái đường link tham khảo các sản phẩm mà mình có nhắc ở video thì mình sẽ đính kèm phía dưới phần mô tả và ghi comment. Nếu như anh em quan tâm thì anh em có thể click vào đó để xem. Còn nếu như mua hàng thì sẽ được giảm giá trực tiếp 200.000 anh em nhé. Đừng quên là ấn like, subscribe kênh YouTube của Laptop Thịnh Vượng, bởi vì đó là miễn phí. Còn bây giờ thì xin chào.